Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh nổ tung trời rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành trung tâm kinh tế của châu Á. Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 49 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức vào ngày 24 tháng 9, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh hội nghị phải đề cao các mục tiêu cụ thể phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2025 đến năm 2030 và năm 2045. Theo mục tiêu đề ra thì Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2030 phải trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ của khu vực Đông Nam Á với ước tính thu nhập đầu người là 12.570 đô la Mỹ thuộc nhóm thu nhập cao. Đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm kinh tế tài chính của châu Á. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 40.000 đô la là địa điểm hấp dẫn của toàn cầu. Trao đổi với phóng viên tối ngày 24 tháng 9 từ Hà Nội, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận xét về mục tiêu trung tâm kinh tế tài chính châu Á của thành phố có nền kinh tế lớn nhất của Việt Nam như sau. Tôi nghĩ nên đề ra các phương án kế hoạch với mục tiêu hiện thực để từng bước có thể thực hiện điều chỉnh. Hiện nay thì đề ra mục tiêu quá lâu dài, theo tôi thì rất khó đánh giá được nó hiện thực đến đâu. Bởi vì hiện nay cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển một cách rất mạnh mẽ. Thứ hai nữa là biến đổi khí hậu và tình hình ở miền Nam dưới tác động của dòng sông Mekong, dịch bệnh hiện nay và có thể là trong tương lai sẽ làm cho các mục tiêu đó khó có thể đánh giá. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng và phải đề ra là phương án các biện pháp để cải cách thúc đẩy tiềm năng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh được ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê đưa ra hôm 30 tháng 6 vừa qua, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,02% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên thì do chịu ảnh hưởng của đại dịch virus Vũ Hán thì ba ngành dịch vụ có tỷ trọng lớn trong khu vực thương mại dịch vụ gồm có vận tải kho bãi, lưu trú ăn uống, kinh doanh bất động sản đã bị tăng trưởng âm. Trước thực trạng xã hội và từ những số liệu thống kê thì tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định tình hình hiện nay thì rất bấp bênh nên đặt ra mục tiêu đó có tính chất khích lệ và động viên mạnh mẽ sẽ cần phải đi kèm theo các biện pháp cải cách, nhất là cải cách bộ máy, thể chế để có thể huy động được tiềm lực và vận dụng mạnh mẽ sự sáng tạo, năng động của người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở khoa học công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, quan điểm cho rằng để đạt được mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm kinh tế tài chính của châu Á của ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nêu ra cần phải có thay đổi. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành từ Sài Gòn phân tích. Năm 2045 tức còn 25 năm nữa, nếu ta làm việc tốt thì không có lý do gì mà không đạt được. Nhưng điều kiện để đạt được mục đích đấy hiện nay chúng ta chưa có. Nếu còn tiếp tục quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì không biết lúc nào mới vươn lên được đến đâu. Nên vấn đề của Việt Nam cũng như của Thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề của cơ chế nhà nước. Với cơ chế hiện nay thì khó mà vươn lên kiểu như ông Nguyễn Thiện Nhân nói hay ông Nguyễn Xuân Phúc hay bất cứ một ai ở trong chính phủ cũng thường rêu rao về những định hướng là đến năm nào thì nước ta sẽ phát triển hiện đại và như thế nào. Chúng ta đã từng thấy được một việc thất bại ê chề của ông Mạnh Mượt, Nông Đức Mạnh là sẽ hướng Việt Nam đến năm 2020 là trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Nhưng hiện nay là năm 2020 rồi, Việt Nam vẫn đang lẹt đẹt ở trong vùng Đông Nam Á, chứ đừng nói là châu Á. Nếu tiếp tục tham nhũng tràn lan và tiếp tục cán bộ quản lý nhà nước, đảng viên, đảng cộng sản thối nát từ trên xuống dưới, thì chúng ta không làm được, nhưng hoàn toàn có thể được nếu thay đổi được cơ chế và thay đổi cách quản lý nhà nước, thay đổi cách quan hệ giữa nhà cầm quyền và nhân dân, thành ra một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân thì có thể đạt được mục tiêu như ông Nguyễn Thiện Nhân đề ra. Từ mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế tài chính của châu Á vào năm 2045, lãnh đạo chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mức thu nhập bình quân đầu người là 40.000 đô la Mỹ cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh sau 25 năm nữa. Trước đó thì khi đạt chỉ tiêu năm 2016-2020, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra chỉ tiêu đến năm 2020 sẽ đạt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP
bình quân hàng năm từ 8 đến 8,5%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 30% GRDP và thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 đô la Mỹ. Tuy nhiên thì tại hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 lần thứ 26 diễn ra vào hôm 30 tháng 3 năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thành Liêm cho biết là thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 5.400 đô la, tới năm 2018 là đạt 6.000 đô la Mỹ, còn năm 2020 là chỉ đạt 7.500 đô la Mỹ. Chị Quỳnh Trang đang làm trong lĩnh vực phân tích thị trường và công ty nước ngoài tại Sài Gòn cho rằng mức thu nhập bình quân đầu người 40.000 đô la Mỹ vào năm 2045 là hoàn toàn có thể khả thi, chị giải thích. Thật ra thì cái mức đó bây giờ impossible là bất khả thi do Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ dân nhập cư nhiều và dân nhập cư làm việc tay chân nên không thể lấy mức đó làm bình quân. Nhưng 25 năm sau thì một khoảng thời gian dài thì con số đó là một con số bình thường và đạt được. Bây giờ thì mình tính lại năm hạn thì 25 năm trước đây, năm 1995 thì mức thu bình quân đầu người chỉ có 700 đô la thôi. Đến bây giờ là dao động từ 5.000 đến 6.000 đô la. Vì năm 2020 là người ta muốn thu nhập bình quân tăng khoảng 9.800 đô la và đã tăng 7,8 lần. Nhưng mình đang nói về đô chứ không nói về Việt Nam đồng và thì nó tăng rất nhiều vì trượt giá. Đó là đang theo hướng của Hồ Chí Minh phát triển bình thường. Còn với tham vọng thành trung tâm kinh tế của châu Á hay Đông Nam Á thì càng khả thi vì sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm, đầu tư nên sẽ nâng mức sống và thu nhập đi lên. Từ góc nhìn chuyên môn, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn tại Sài Gòn nhận định nếu Thành phố Hồ Chí Minh có thể duy trì tốc độ tăng trưởng ví dụ như từ 8 đến 10% một năm thì trong 25 năm tới thì mức khoảng 4.000 đến 5.000 đô la như hiện nay, mình có thể làm phép tính thì sẽ biết thu nhập vào năm 2045 là thế nào. Tuy nhiên thì ông cũng bổ sung thêm. Tất nhiên kỳ vọng của những người xây dựng thành phố trông cậy vào sự phát triển lớn hơn vì trong những năm gần đây thì mức phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ phát triển GDP tăng khá lớn, xấp xỉ mức 10 đến 11%. Tất nhiên thì trừ năm 2020 do đại dịch virus Vũ Hán cho nên cũng bị giảm. Nhưng từ đây đến năm 2045 là 25 năm thì cái dự phóng xa như vậy phải có những người hoặc có những người có đầy đủ những dữ liệu làm kế hoạch như thế, còn phải thực hiện thế nào và phải huy động sức người, sức của như thế nào và phải thực hiện kế hoạch rất tốt, hữu hiệu mới đạt được mức tăng trưởng hữu hiệu như vậy. Tôi nghĩ rằng đó là thử thách rất lớn đối với Thành phố Hồ Chí Minh, mà thật ra tôi cũng muốn tiên đoán một mức xa như thế. Trước đó trong buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu thành phố lớn nhất phía Nam này phải trở thành vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước. Theo đó thì số liệu thống kê được báo trong nước dẫn nội dung buổi họp của báo này cũng cho hay là đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 22 đến 23% GDP của cả nước, chiếm 25% ngân sách của cả nước và 33% dịch vụ của cả nước. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cũng nhận định rằng sở dĩ Thành phố Hồ Chí Minh phát triển tốt, dẫn đầu cả nước vì trong quá khứ kinh nghiệm làm việc của nền kinh tế thị trường. Vì vậy mà nên cách làm việc và tinh thần của dân chúng cũng như doanh nhân trong Thành phố Hồ Chí Minh thoáng hơn, có thể đạt được kết quả tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam ra dự thảo chặn mua nhà lấy quốc tịch ở nước ngoài, dân nói không khả thi. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam có kế hoạch ngăn chặn tình trạng người dân tìm cách mua nhà ở nước ngoài nhằm mục đích định cư bằng cách bổ sung quy định mới cho dự thảo nghị định về đầu tư và ở nước ngoài. Tuy nhiên thì phương án này bị cho là không khả thi vì giật gấu vá vai, theo ý kiến của một số người nhận xét. Việt Nam liên tục nằm trong top 10 của các quốc gia có công dân mua nhà nhiều nhất tại Mỹ trong những năm gần đây. Và dự thảo nghị định về đầu tư nước ngoài được Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra hôm 22 tháng 9 năm 2020 và đang được tiến hành lấy ý kiến tại Việt Nam. Bên cạnh việc bổ sung các quy định về thủ tục vốn hình thức đầu tư đối với các tổ chức doanh nghiệp, dự thảo mới có thêm quy định đáng chú ý về việc hạn chế rủi ro lách luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của cá nhân nước ngoài.
Việc quy định điều kiện nhà đầu tư phải là pháp nhân sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước thuận lợi và chặt chẽ hơn, tránh tình trạng cá nhân đầu tư bất động sản để định cư ở nước ngoài mà không nhằm mục đích đầu tư kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư nói trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ. Chỉ nên áp dụng với quan chức. Tình trạng người dân Việt Nam đổ xô đi mua quốc tịch bằng cách mua nhà hay đầu tư kinh doanh giả ở nước ngoài đang ngày càng trở nên phổ biến, trong đó thì có nhiều quan chức bị phanh phui trong các vụ bê bối gần đây. Mới tháng trước thì một đại biểu Quốc hội là ông Phạm Phú Quốc bị phanh phui trên báo chí về việc có hai quốc tịch, đó là Việt Nam và Síp, khiến cho ông này phải gửi đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội và thôi chức tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC. Trước đó, một số quan chức khác cũng gặp rắc rối tương tự do các cáo buộc mua quốc tịch, như đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Thường, doanh nhân, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân. Từ Việt Nam, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo nói với phóng viên rằng ông ủng hộ việc ra quy định nhằm hạn chế cá nhân mua bất động sản ở nước ngoài, nhưng chỉ nên áp dụng đối với các quan chức nhà nước chứ không phải là trên đại chúng. Nếu chỉ các doanh nghiệp được nhà nước cho phép mới được mua các cơ sở sản xuất kinh doanh ở nước ngoài thì nó vẫn còn hạn chế quyền của người dân. Tôi cho rằng chỉ nên áp dụng chuyện kiểm soát gắt gao đó đối với các quan chức nhà nước mà thôi. Còn đối với người dân, theo luật dân sự thì tài sản của người ta là hoàn toàn chuyện riêng tư của người ta. Nhà nước không thể nhúng vào được, nhà báo Võ Văn Tạo đưa ra ý kiến. Trong khi đó thì nữ doanh nhân Việt Nam Lê Hoài Anh nói với phóng viên rằng quy định hạn chế trong dự thảo là một kế hoạch không hiệu quả và không khả thi khi người dân có quyền sử dụng tài sản hợp pháp để phục vụ cho các nhu cầu cá nhân, trong đó thì có giáo dục, y tế và nơi ở. Bà nói không có nước nào trên thế giới, chỉ có độc tài toàn trị mới có thể làm điều đó, chứ còn người dân nếu có thu nhập hợp pháp, thu nhập sau thuế thì người ta có quyền mua nhà, mua quốc tịch, chứ làm sao mà cấm được. Cũng như nhà báo Võ Văn Tạo thì bà Lê Hoài Anh cho biết rằng việc thay đổi luật trên chỉ là áp dụng đối với những người làm cho nhà nước mà thôi. Hạn chế tình trạng chảy máu nhân tài, chảy máu ngoại tệ là một vấn đề rất lớn đã được đặt ra trong nhiều năm nay tại Việt Nam. Và nhiều ý kiến cho rằng để đi đến gốc rễ của vấn đề thì nhà nước cần xem xét giải quyết tận căn rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân là người ta thì có rất nhiều, luật pháp không nghiêm túc, an sinh xã hội không bảo đảm và giáo dục y tế kém cỏi, cuộc sống, bầu không khí ô nhiễm, rồi quyền tự do dân chủ không được phát biểu điều mình suy nghĩ và cho là đúng, nếu phát biểu thì có thể sẽ bị đi tù. Có nhiều nguyên nhân khiến cho người dân không hài lòng về cuộc sống trong nước nên họ tìm cách ra nước ngoài, ông Tạo phân tích. Tương tự, doanh nhân Lê Hoài Anh nêu ra ba vấn đề căn bản của Việt Nam cần làm để giữ chân người dân ở lại trong nước. Theo tôi thì quan trọng nhất là cải thiện hệ thống giáo dục, bởi vì đa số người Việt Nam, bạn bè tôi và bản thân tôi ra đi cũng vì mong muốn con cái học ở hệ thống giáo dục này khi mà bằng cấp không được một đất nước nào công nhận cả. Thứ hai, phải cải cách thể chế, phải tạo điều kiện kinh doanh làm sao cho công bằng hợp lý. Đồng thời thì phải chấn chỉnh ngay quy định sở hữu đất đai là của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý. Vấn đề thứ ba là theo bà Lê Hoài Anh là phải cải thiện hệ thống y tế tại Việt Nam. Cả doanh nhân Lê Hoài Anh lẫn nhà báo Võ Văn Tạo thì đều cho rằng bỏ nước ra đi là chuyện bất đắc dĩ đối với nhiều người dân. Giữa bối cảnh cuộc sống tại Việt Nam đã không còn quá khó khăn như trong thời kỳ bao cấp. Họ ra đi cũng mang nhiều tâm tư, nhưng tôi thấy hầu hết là vì tương lai con cháu. Họ cảm thấy nước mắt là một tương lai tối tăm ở Việt Nam, không biết bao giờ thì mới sáng sủa lên được. Đó là điều rất đau xót, nhà báo Võ Văn Tạo nói. Bản thân bà Lê Hoài Anh cho biết, ngoài nguyên nhân giáo dục cho con cái, sức khỏe là lý do tiếp theo mà khiến cho bà quyết định định cư ở nước ngoài, dù phần lớn thời gian bà vẫn sống ở Việt Nam để làm công việc kinh doanh. Tôi là người không thích sống ở nước ngoài, khác vì đây tôi còn có mẹ và gia đình, bà Lê Hoài Anh chia sẻ với phóng viên. Nhưng tôi phải đi, thứ nhất là con tôi, thứ hai là sức khỏe của tôi. Đây là điều quan trọng vì với bệnh viện của mình, bố tôi đã chết, mặc dù có tiền, nhưng đã chết vì sự vô trách nhiệm của bệnh viện và bác sĩ.
Dự thảo luật mới của Việt Nam cũng bổ sung quy định về các trường hợp cá nhân không được đầu tư ra nước ngoài, trong đó bao gồm các cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và các cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhà nước bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Một thống kê ở Mỹ năm 2017 cho biết Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 các nước có công dân mua bất động sản nhiều nhất tại Hoa Kỳ trong năm thứ 5 liên tiếp kể từ năm 2013. Theo báo cáo này, thì trong thời gian từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, người Việt đã chi khoảng 3.06 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 70.000 tỷ Việt Nam đồng để mua nhà tại Mỹ, đứng thứ 6 trong số các quốc gia có nhiều người mua nhà nhất ở Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, chi 42 tỷ đồng để làm 530 mét đường nông thôn, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã lên kế hoạch chi 42 tỷ đồng để làm đoạn đường chỉ có 530 mét. Đây là tuyến đường từ cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đến huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2, dài 530 mét, còn gọi là đường DH25. Theo tài liệu Thanh Niên có được, thì ngày 30 tháng 10 năm 2019, thì ông Lê Trung Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư công trình đường DH25 giai đoạn 2. Đến ngày 2 tháng 7 năm 2020, huyện Tư Nghĩa tiếp tục có quyết định phê duyệt bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình. Theo đó, thì tuyến đường có bề rộng đường là 21 mét, bề rộng mặt đường là 10,5 mét. Và các hạng mục phụ trợ khác, công trình thuộc dự án nhóm C, công trình giao thông cấp 3, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 4. Trả lời Thanh Niên ngày 20 tháng 9, thì ông Trần Thiên Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa xác nhận huyện đang đầu tư xây dựng công trình đường DH25. Đây là tuyến đường nối liền giữa thị trấn La Hà đến xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa và thông với huyện Nghĩa Hành. Nhưng dự án này hiện chưa tiến hành thi công. Ông Thành cũng cho biết là do kinh phí quá lớn nhưng khả năng bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư sẽ không xong trong năm 2020 nên huyện Tư Nghĩa ưu tiên vốn cho các công trình khác hoàn thành trong năm nay. Về việc đoạn đường chỉ có 530 mét chiều dài nhưng đầu tư đến 42 tỷ Việt Nam đồng, ông Thành lý giải là tổng số vốn đầu tư là 42 tỷ đồng, trong đó thì chi phí xây lắp gần 10 tỷ Việt Nam đồng, đền bù giải phóng mặt bằng là 25 tỷ Việt Nam đồng, còn lại chi phí cho quản lý dự án, chi phí dự phòng, tư vấn thiết kế. Theo tài liệu chi tiết của các chi phí đền bù cho cán bộ huyện cung cấp, thì theo chỉ đạo của ông Thanh thì có 115 hộ ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng, tổng diện tích thu hồi là 8.700 m², 90 căn nhà bị ảnh hưởng khi thu hồi và 15 căn nhà phải bố trí tái định cư. Về cơ bản thì cơ chế đền bù huyện Tư Nghĩa áp dụng theo quyết định số 48/2017 QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về bồi thường tái định cư nhà nước thu hồi đất. Cơ chế về giá đất hiện nay làm theo quyết định số 11/2020 QĐ-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi áp dụng từ năm 2020 đến năm 2025. Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng suất đầu tư như vậy là không cao bất thường vì nền đường phải thi công đến 21 mét, chi phí đền bù về đất, nhà cửa, tái định cư là quá nặng. Thưa quý vị và các bạn, thu tiền trực đánh trống và vệ sinh, mỗi học sinh phải trả 150.000 đồng. Theo phản ánh của phụ huynh có con học tại trường trong cuộc họp đầu năm học, thì Hội Phụ huynh Học sinh đã đưa ra khoản thu tiền trực đánh trống và vệ sinh lớp học, mỗi mức thu là 150.000 đồng trên một học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Giang, Gia Lai cho biết là vừa yêu cầu trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, xã Đắc Đờ Răng báo cáo với việc Hội Phụ huynh trường thu tiền trực đánh trống và vệ sinh lớp học. Theo phản ánh của một phụ huynh có con học tại trường, thì trong cuộc họp đầu năm học thì Hội Phụ huynh đã đưa ra khoản thu tiền trực đánh trống và vệ sinh lớp học, mỗi mức thu là 150.000 đồng trên một đầu học sinh. Vị phụ huynh nhận định là việc đánh trống có thể phân cho bảo vệ hoặc giáo viên nghỉ giờ có thể đánh trống, còn việc vệ sinh lớp học
thì trước nay học sinh vẫn có thể làm. Đó coi như là hoạt động mang tính chất giáo dục cộng đồng, và em có thể tự phân công theo tổ và thay phiên nhau vệ sinh lớp học và lau bảng. Thì được biết các nước quanh khu vực của chúng ta, ví dụ như Campuchia hoặc Thái Lan hoặc các nước khác, thì họ đã dùng những chiếc đồng hồ tự động để họ hẹn giờ. Cứ sau 45 phút học một tiết giờ là chuông tự động báo thức. Và chiếc đồng hồ này thì rất rẻ, khoảng 2 triệu Việt Nam đồng. Tại sao không mua chiếc đồng hồ như vậy mà phải canh người đánh trống làm gì, để cho vừa mất thời gian mà vừa không đúng với giờ học ở trên lớp. Ví dụ như một ngày có 4 tiết học thì chúng ta có thể căn chiếc đồng hồ này thành 4 mốc giờ khác nhau, và chúng sẽ tự báo chuông reo để cho bắt đầu tiết học và kết thúc tiết học. Đó có phải là một lợi ích rất tốt mà lại rất rẻ hay không? Mà Việt Nam tại sao không làm được điều đó? Chiếc đồng hồ như thế này thì có thể một sinh viên đại học năm thứ nhất ở bên khoa công nghệ có thể họ cũng đã tự làm được. Bản thân tôi thì tôi cũng tự làm được những chiếc đồng hồ như vậy. Thì tại sao ở Việt Nam không làm được những chiếc đồng hồ như vậy để phục vụ cho các trường học, mà tại sao phải dùng đến những cái trống? Mà theo nghiên cứu của chúng tôi thì những chiếc trống như thế này mỗi năm phải bọc da một lần, và tiền bọc da thì có lẽ là nhiều hơn rất nhiều so với tiền một chiếc đồng hồ tự động báo thức để bắt đầu tiết học và chấm dứt tiết học. Chiều ngày 22 tháng 9, cô Lê Thị Tâm, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, cho biết là khoản tiền trực trống của nhà vệ sinh này không phải là nhà trường yêu cầu. Cái này là hội phụ huynh đóng, mà các phụ huynh đòi đóng thì vì không muốn con em mình phải bẩn tay, bẩn chân, chỉ lo việc học mà thôi. Nhà trường muốn các cháu đi học đôi với hành và phải rèn luyện tu dưỡng đạo đức, biết quý trọng sức lao động, nên nhắc đi nhắc lại với phụ huynh về mục này. Nhưng từ năm ngoái đến nay thì phụ huynh đã thu khoản tiền này, và khi đó thì phụ huynh cũng không thấy ai có ý kiến về nội dung này, đều thống nhất là như vậy. Và hiệu trưởng trường này cũng cho rằng việc đánh trống không phải là nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ, vì nhân viên này chỉ có hai nhiệm vụ là bảo vệ cơ sở vật chất và an ninh trật tự tại trường. Các phụ huynh cũng thống nhất đóng 150.000 đồng trên một em để thuê vợ của nhân viên bảo vệ để quét dọn vệ sinh lớp học và trực đánh trống, vì không ai nhận làm. Hiện nhà trường có 405 học sinh, tuy nhiên thì các học sinh nghèo, khuyết tật và dân tộc thiểu số sẽ không phải đóng khoản tiền này. Ông Hồ Văn Diệp, trưởng phòng giáo dục và đào tạo Măng Giang, cho biết là nghe khoản đóng tiền thấy rất vô lý. Vừa qua thì tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc chống lạm thu đầu năm. Theo nguyên tắc thì nhà trường thu khoản gì thì phải lập danh sách, có Ủy ban dân xã nhắc xác nhận, và sau đó thì gửi lên phòng giáo dục và đào tạo thẩm định và phê duyệt thì mới có thể thu. Phòng cũng đã quán triệt các trường khuyến khích các học sinh lao động ở trường như lao động vệ sinh. Đó cũng là cách giáo dục rèn luyện ý thức cho các em. Phòng sẽ sớm có văn bản chấn chỉnh với các trường thực hiện nghiêm vấn đề này, không phải xảy ra tình trạng lạm thu, ông Diệp nói. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc vì thực hiện dự án lấy đất của dân ở Campuchia. Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa vào danh sách đen một nhà phát triển khu vực phức hợp cảng, sân bay và khu nghỉ dưỡng của Trung Quốc ở Campuchia, với lý do dự án này được xây dựng trên đất chiếm giữ của người dân địa phương và nó có thể được sử dụng để lưu trữ tài sản quân sự của Trung Cộng. Julian Development Group Co. Limited đang xây dựng khu phức hợp Dara Sakhor khổng lồ ở một công viên quốc gia trên bờ biển Campuchia với đường băng và có khả năng đón nhận các máy bay lớn ở thế giới. Công ty phát triển bất động sản Trung Quốc mô tả đây là dự án phát triển khu vực lớn nhất trong sáng kiến hạ tầng vành đai con đường của Trung Quốc trên toàn cầu. Công ty và chính phủ Campuchia đã nhiều lần bác bỏ các thông tin từ phương Tây rằng dự án có mục đích quân sự. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết là có những báo cáo đáng tin cậy rằng Dara Sakhor có thể được sử dụng để lưu trữ các tài sản quân sự của Trung Cộng. Nếu vậy thì điều này sẽ đi ngược lại với hiến pháp của Campuchia và có thể đe dọa đến sự ổn định của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và có thể ảnh hưởng đến quyền chủ quyền của Campuchia và an ninh của các đồng minh của chúng tôi, ông nói thêm trong một tuyên bố.
Bộ Tài chính Mỹ đã mô tả là công ty này là một thực thể thuộc sở hữu của nhà nước của Trung Cộng và cho biết là tại thời điểm hiện nay thì họ đã đăng ký giả là thuộc sở hữu của Campuchia để lấy đất cho dự án. Các dự án do công ty tài trợ đã buộc người Campuchia rời bỏ đất đai của họ và tàn phá môi trường, làm tổn hại đến sinh kế của các cộng đồng địa phương, Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Julian Development Group hiện đang có bình luận, hiện không có bình luận ngay lập tức, và đại diện của chính phủ Campuchia và đại sứ Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Công ty được đăng ký tại Campuchia với tư cách là một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân với chủ tịch là Lee Tao. Trang web của nó cho biết là Julian Group trước đây được gọi là Tianjin Valong Group, một nhà phát triển bất động sản Trung Quốc. Đông Nam Á đã trở thành một mặt trận căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ đã trích dẫn theo người phát ngôn của chính phủ Campuchia Phay Siphan với nội dung là Daraskor có thể được chuyển đổi thành tài sản quân sự. Trong một báo cáo của Bloomberg News hôm năm 2019 thì Phay Siphan nói là Daraskor là một khu vực dân thường không có căn cứ nào cả và nó có thể được chuyển đổi, nhưng bạn biết đấy, nó hoàn toàn có thể chuyển đổi thành bất cứ thứ gì. Chính phủ Campuchia đã nhiều lần cho biết là quốc gia này sẽ không đóng vai trò là căn cứ cho bất kỳ quân đội nước nào. Trong những năm gần đây thì những nước này trở thành một trong những đồng minh khu vực thân thiết nhất của Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ được áp đặt theo luận của Magnitsky toàn cầu cho phép chính phủ Mỹ nhắm mục tiêu vào những bên vi phạm nhân quyền trên thế giới bằng cách đóng băng tài sản, cấm người Mỹ kinh doanh với họ. Và tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết là sự hiện diện quân sự thường trực của Trung Quốc ở Campuchia có thể đe dọa đến sự ổn định khu vực và làm suy yếu triển vọng giải quyết hòa bình của các tranh chấp, thúc đẩy an toàn và anh hùng hàng hải, tự do hàng hải và hàng không. Sáng kiến vành đai con đường và chiến dịch hàng đầu của Trung Quốc nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng trên khắp châu Á kết nối với châu Âu. Dự án Daraskor bắt đầu được tiến hành vào năm 2008 sau khi Campuchia cho công ty Trung Quốc thuê 45.000 hecta trong công viên quốc gia trong 99 năm. Công ty đang có kế hoạch đầu tư 3,8 tỷ đô la Mỹ xây dựng một khu nghỉ dưỡng với khu dân cư, doanh nghiệp và công nghiệp. Không chỉ vậy thì sân bay tại đây sẽ được vận hành vào cuối năm 2020. Chủ tịch Hội đồng Quản trị UDG, ông Lee nói với báo Campuchia vào hồi tháng trước. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.